Em xin chào anh trai khách hàng ở quốc lộ 1A, khu phố 3, Thành Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Có đặt thương C28 màu vàng gold trị giá 550.000. Và Khương cũng đang bao vận chuyển phí toàn quốc nha. Anh chỉ thanh toán cho bưu điện 550.000 thôi. Vì số tiền rất là ít nên Khương không cần phải chuyển khoản đâu ạ. Anh về anh nhớ hát cái chế độ đèn số 2 cho Khương nha. Rồi sau này anh sẽ hát chế độ số 1 sau. Mới đầu mình hát live stream thì mình hát số 2 đi cho nó nhẹ hát. Em test cho anh ca khúc Xin đừng khóc vui vui nha, best của Quang Lập đây. Em test cho anh nửa bài vì em còn ba khách ở bộ hát lớn nữa. Đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi, tình dù chưa phai không tranh được tự ly. Tan nát lòng em đi theo chồng trao cánh tim hồng, giờ mình mất nhau ngầm ngùi thương đau. Xóa xa làm giá lạnh vằn môi, lòng mình mũi xa nước mắt mặn người ơi. Đắng nước còn đây em đâu rồi ngăn cách phương trời, hận tình không ta trọn đời riêng mang. Xe xe hoa đưa em về ngỡ ngàng, là đoàn xe ta tiền hôn ánh sáng. Ngục tối đau thương độc hành đêm trường, điệp khúc yêu đương chỉ còn cùng buồn não nùng. Đơn đau là duyên tình lìa đôi, trời đầy hai đứa ôm tôi hận hại nơi. Lau mắt rồi thôi xinh gian cười làm vui lòng người, mình chưa kịp giao hẹn lại yêu nhau. Ca khúc Xin đừng khóc vui vui em đã test cho anh nửa ca khúc vừa rồi. Em mong anh chỉ xem âm thanh của và chất lượng của mic thôi. Còn em hát thì cái giọng em không có được hay lắm. Em chỉ test nửa bài. Và em cũng còn rất là nhiều khách khác nữa nên em sẽ còn những cái bộ lớn. Nên mong anh thông cảm cho em. Rồi, một lần nữa cảm ơn anh trai đã ủng hộ Khương mic C28 màu vàng gold. Cảm ơn anh trai ở Thành Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ở khu phố 3 nha. Cảm ơn anh rất nhiều.